Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh và Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hướng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video hữu ích mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là cái nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, đón năm 2024 âm lịch, gặp vận may liên tiếp. Tài lộc ùn ùn lao tới, giàu như vũ bảo, con cháu ba đời ăn không hết của, giàu có nhất vùng thiên hạ. Thưa quý cô bác Nhâm Dần thân mến, người ta bảo Nhâm Dần số vất vả nhiều phần, suy nghĩ nhiều phía, trách nhiệm đầy vai cùng ưu tư mỏi mệt. Người ta bảo Nhâm Dần 1962, cần thì rất cần, lụy thì rất lụy, nhưng khi đã dứt khoát ra đi họ sẽ không cần nhìn lại, khi đã quyết định tự lập, họ sẽ đóng vai người đàn ông của chính cuộc đời mình. Tự là chỗ dựa cho những ngày tháng trường kỳ dài lâu, đó là cái bản mệnh sẽ hơi vất vả một tí, sẽ phải bôn ba thật nhiều, nhưng sẽ được hưởng thành quả ở thời điểm đáng được thành tựu vinh hoa. Bước sang năm mới 2024 tới đây, chính là thời điểm dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai. Đây có thể nói là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với quý cô bác tuổi Nhâm Dần. Bản mệnh sẽ một bước mà lên mây, phúc khí bao vây, cứ thế hốt trọn lộc trời, tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Bản mệnh tuổi này trước giờ vốn luôn tu nhân tích đức, giúp đỡ mọi người, nên sẽ được thần tài điểm tên giàu có bất ngờ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên cần phải thật sự biết ba điều này không sẽ gặp phải họa lớn, vậy không để mất thêm thời gian của cô bác nữa. Xin mời cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2024, năm Giáp Thìn 2024, có thể nói là một năm đầy thách thức và cả các cơ hội đối với quý mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Nhìn chung vận trình năm nay có thăng có trầm, ngũ hành lưu niên tương sinh, song vẫn có hung tinh tác động, cô bác sẽ cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thay đổi. Quý vị thân mến, Nhâm Dần hay còn được gọi là Quá Lâm chi hổ, tức hổ qua rừng, mệnh kim, kim bạch kim, nghĩa là vàng bạch kim, người sinh năm 1962, cầm tinh con hổ, xương con hổ, tướng tinh con ngựa, con nhà bạch đế phú quý. Tương sinh với mệnh thổ, thủy, tương khắc với mệnh, mộc, hỏa, cung mệnh nam, khôn thuộc tây tứ trạch, cung mệnh nữ, tốn thuộc đông tứ trạch. Thưa quý vị, Nhâm Dần được mệnh danh là chúa tể sơn lâm, nên những người cầm tinh con này cũng thừa hưởng rất nhiều tính cách của con vật này. Theo đó, nam giới tuổi Nhâm Dần được đánh giá là có tố chất lãnh đạo dẫn dắt người khác, còn trong khi đó, nữ giới tuổi này khá mạnh mẽ, quyến rũ, những người cầm tinh con cọp có mang trong mình phong thái tự tin, luôn thích tự là chủ. Họ không thích lệ thuộc và nghe lời người khác. Chưa dừng lại ở đó, người tuổi này còn được đánh giá là khá nóng nảy và khó có thể kiềm chế được cái tôi cá nhân. Người cầm tinh con cọp có ưu điểm là luôn quý trọng thời gian, luôn đúng giờ, nhờ vào đó mà người tuổi này luôn luôn nghiêm túc trong công việc, thích đương đầu với nhiều thử thách. Cùng với nhiều điều mới lạ, tính cách của Nhâm Dần đặc trưng bởi sự thông minh, sáng tạo và linh hoạt, họ có tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Nhâm Dần thích đặt ra những mục tiêu cao cả và luôn cố gắng để đạt được chúng. Họ có tầm nhìn xa và biết cách tận dụng mọi cơ hội để phát triển bản thân. Trong chuyện tình cảm, nam thuộc tuổi hổ vốn có tính chiếm hữu cao, thích bảo bọc và săn đón đối phương. Trong khi đó, nữ tuổi hổ lại có thể tự lo cho mình mọi việc và làm được những công việc xã hội. Đặc biệt là vẫn làm tốt chức năng một người vợ đảm đang. Nhưng người thuộc tuổi này cũng nên học cách kiềm chế tính khí để hạn chế những xô xát, bạo lực hay cãi vã. Cuộc đời của Nhâm Dần thường tràn đầy sự thăng trầm và biến đổi, họ có khả năng thích ứng nhanh chóng với mọi tình huống và luôn tìm cách vượt qua khó khăn, tuy nhiên họ cũng có thể trở nên bất ổn.
và dễ bị dao động trong quyết định của mình. Nhâm Dần thích khám phá và trải nghiệm cuộc sống, luôn tìm kiếm những cơ hội mới và không bao giờ ngại khám phá những điều mới mẻ. Tuy nhiên, Nhâm Dần cũng có thể trở nên cứng đầu và ích kỷ. Họ có xu hướng tự tin và tin rằng mình luôn đúng. Điều này có thể tạo ra một số xung đột trong quan hệ với người khác. Tuy nhiên, Nhâm Dần cũng là người thân thiện và hòa đồng. Họ có khả năng giao tiếp tốt và dễ dàng tạo được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Nhâm Dần có tình yêu tự do và không thích bị ràng buộc. Họ muốn sống theo ý mình và không muốn bị ai đó kiểm soát. Tuy nhiên, họ cũng là người rất trung thành và biết quan tâm đến người thân yêu. Họ có khả năng lắng nghe và đồng cảm với người khác và luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cần thiết. Trong tình yêu, Nhâm Dần là người lãng mạn và tận hưởng những mối quan hệ đầy cảm xúc. Họ thích sự lãng mạn và sẵn lòng làm mọi điều để làm người đối tác của mình hạnh phúc. Tuy nhiên, họ cũng có thể trở nên quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương trong tình yêu. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, năm 2024 theo sao hạn và cách hóa giải. Thưa quý vị, năm 2024, quý cô bác tuổi Nhâm Dần gặp sao La Hầu chiếu mạng. La Hầu vốn là một ác ma trong thần thoại cổ của Ấn Độ. Tương truyền ngài là con giữa Đạt Đa Đề Đa Vương Bì Bà La Sát Đề và Đạt Sát Chi Nữ Tân Tất Già, hai vị thần trong thần thoại Ấn Độ. La Hầu còn được gọi là vua sao băng, vua các hành tinh. Ngài có bốn cánh tay, nửa thân dưới là đuôi rắn nhìn rất đáng sợ. Mỗi khi La Hầu xuất hiện người ta lại ví như hiện tượng mặt trời ăn mất mặt trăng, nhật thực. Ảnh hưởng khi sao La Hầu chiếu mệnh, ngày xưa trong dân gian chúng ta vẫn có một bài thơ nói về tính chất của sao này như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng bảy kỵ ngay chẳng hiền, môn trung đổ bạc hao tiền, tửu sắc tài khí đảo điên như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sao, rồi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. La Hầu còn gọi là khẩu thiệt tinh chủ về buồn giàu, dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, nghĩa là sau này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Đây là hung tinh ảnh hưởng nặng cho nam giới và người mệnh kim, nữ giới thì ảnh hưởng nhẹ. Gặp hạn sao này cần phải dè dặt cẩn thận, suy tính kỹ càng trước khi hành sự kẻo dễ gặp xui xẻo. Sự đổ bể, ảnh hưởng xấu nhất của sao là vào các tháng riêng và tháng 7 âm lịch. Cổ nhân có ghi, La Hầu trực chiếu, nam nhân ưu sầu, nên nam nhân gặp La Hầu chiếu mệnh thì hung tính cực độc, gia trạch bất an, quan tư bế phá, La Hầu chiếu mệnh thì vận trình như gia long ẩn trong hố sâu vậy. Mặc dù bản thân có sức mạnh để tung bay lên trời cao, nhưng thời cơ chưa tới nên phải ẩn mình, rèn luyện nhân tâm chờ đợi cơ hội tới. Nếu có ý định xây, chuyển nhà, du lịch thì tốt nhất nên hoãn sang thời gian khác vì trong nhà sẽ có tranh cãi, sóng gió mà gia trạch tổn thất nặng nề. Mọi người trong nhà nên hành sự nói năng cẩn thận, đồng thời đề phòng bệnh tật, sao chủ về buồn giàu, chuyện thị phi, kiện tụng, tai ương, tang sự. Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương, tam kheo là tiểu hạn. Gặp hạn tam kheo trong năm hay bị nhức mỏi tay chân, chứng phong thấp hay là lo buồn cho người thân yêu, đề phòng ghẻ lở ngoài da và đau mắt. Cần tránh tụ họp đông người e gặp sự rủi ro, tránh khiêu khích, nên nhẫn nhịn, đề phòng thương tích tay chân, giữ gìn tránh gặp hỏa hoạn. Cách hóa giải hạn tam kheo. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng, điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa thắp hương cửa Phật, điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Cách hóa giải theo phong thủy. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần,
luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng trong năm có sao chiếu. Ngoài ra đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến, vận khí chuyển cát lành, hung biến cát lành, vạn sự an nhiên. Xem tử vi 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Nhâm gặp Giáp bình hòa, cuộc sống dần đi vào ổn định, không bị ngoại cảnh tác động quá nhiều. Xét về địa chi, Dần gặp Thìn bình hòa, ít được sự hỗ trợ từ con cháu trong nhà, tự làm tự lo vất vả hơn người khác. Xét về ngũ hành, bản mệnh bị lưu niên khắc chế, nhiều cảm xúc tiêu cực khởi lên khiến gia đạo mất hòa khí, sức khỏe cũng vì thế mà giảm sút nghiêm trọng. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành thấy rõ, vận niên 2024 khá bình ổn với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Nếu đã về hưu thì cuộc sống bình ổn hơn chút với lương hưu, còn nếu vẫn tại chức, công việc làm ăn có gặp khó lúc ban đầu, tiền bạc cũng khó kiếm hơn, nhưng nhìn chung vẫn đủ tiêu xài, gia đạo nhiều mâu thuẫn xung đột hơn trước, sức khỏe giảm sút trông thấy. Và dưới đây là vận trình chi tiết tử vi tuổi Nhâm Dần 2024 trên các phương diện. Tử vi công danh, sự nghiệp, tuổi Nhâm Dần 2024. Theo tử vi khoa học, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần trong năm Giáp Thìn 2024 đứng trước nhiều bước ngoặt và thử thách. Bản mệnh vẫn có cơ hội phát triển nhất định đón những thay đổi tích cực nhờ có sao dịch mã chiếu mệnh. Song mọi thứ tưởng như tốt đẹp đều có thể biến thành áp lực nếu bạn không đủ quyết tâm và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Năm nay dù đang làm ở vị trí hay lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, được trao nhiều cơ hội và nhiều nguồn lực hơn để thể hiện bản thân. Đó là may mắn nhưng cũng là thách thức không nhỏ, tham vọng của bạn nên được thể hiện đúng mức đúng chỗ, sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự nghiệp của bạn. Ngoài ra, sẽ có một số thử thách vào năm 2024 sẽ kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng xử lý tình huống của bạn. Tuy nhiên, chỉ cần bạn kiên trì và quyết tâm hoàn thành công việc của mình thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua một cách suôn sẻ. Lưu ý rằng, sao dịch mã cũng là điềm báo có sự điều chuyển về chức vụ hoặc thay đổi trong môi trường làm việc. Đó có thể là những điều chuyển về công tác nhân sự trong công ty hoặc cấp trên ra quyết định kiện toàn lại bộ máy nhân sự, tổ chức lại nhóm dự án, có thể có người sẽ được thăng chức. Nhưng cũng có người sẽ bị sa thải, dù bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp hoặc không chút liên quan, người tuổi Nhâm Dần vẫn nên duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp. Bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện bản thân thật tốt trước mặt cấp trên cũng là cách tự bảo vệ bản thân và thành quả mà bạn đã gây dựng cho tới nay. Trong năm, bạn hãy cứ nhớ làm việc chăm chỉ hơn, tất nhiên việc duy trì mối quan hệ hài hòa và ổn định giữa các cá nhân, hạn chế tranh chấp hay xung đột với đối tác, đồng nghiệp cũng là điều cần thiết để không nảy sinh rắc rối. Nếu được cấp trên giao đảm nhận nhiệm vụ công việc mới, người tuổi Nhâm Dần nên nêu cao tâm lý siêng năng, năng động, cầu tiến, mày mò, khiêm tốn học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh để thích ứng với nội dung công việc mới càng sớm càng tốt. Năm nay bạn có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc chuyển đổi công việc, tuy nhiên vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng quá nóng nảy bốc đồng, mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển tốt sự nghiệp của mình. Một số bạn rơi vào tình trạng bế tắc, thậm chí thất nghiệp trong năm 2024, cũng chớ nên suy nghĩ quá mức tiêu cực, rồi tự phủ nhận bản thân. Hãy cho bản thân một quãng nghỉ ngắn, cân bằng lại tâm lý. Sau khi điều chỉnh rồi tiếp tục tìm việc cũng không muộn, lúc này bạn sẽ chiêm nghiệm ra nhiều điều quý giá để thêm vững vàng hơn. Đối với các doanh nhân, sự cạnh tranh trong kinh doanh năm nay sẽ vô cùng khốc liệt, bạn cần theo dõi những thay đổi của thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý để đối phó với sự cạnh tranh đó của thị trường. Đồng thời, các tranh chấp nhân sự sẽ thường xuyên hơn, cần được xử lý giải quyết thận trọng, cố gắng tránh gia tăng mâu thuẫn để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Tử vi tài lộc tuổi Nhâm Dần 2024. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2024, về phương diện tiền bạc, năm Giáp Thìn được dự đoán là một năm tài vận khó khăn với người tuổi Nhâm Dần. Không có nhiều khoản thu mà nguy cơ hao tài cũng rất lớn, tài lộc năm nay có thể nói là lên xuống thất thường. Tính chất biến động rất mạnh nên về mặt quản lý tài chính bạn càng phải thận trọng kẻo phá tài. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, bản mệnh cũng phải có tính toán cẩn thận hơn để tránh việc vung tiền vô ích. Trong năm bạn cũng có cơ hội khám phá những nguồn kiếm tiền mới,
chẳng hạn như đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, các loại quỹ, song đừng quên những lĩnh vực đó tuy hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Vì vậy, hãy luôn bắt đầu với tâm thế vừa học vừa làm, quan sát và tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự vung tiền vào. Năm 2024, ngoài việc đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng, người tuổi Nhâm Dần không nên quá sa đọa, lười biếng, chỉ nghĩ chơi hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, cày kiếm trang trải cuộc sống. Nếu không hợp với kinh doanh, bạn hoàn toàn có thể tìm những công việc bán thời gian phù hợp. Đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ, bởi tích tiểu thành đại, nhiều món nhỏ gộp lại sẽ thành món lớn. Khoảng thời gian mùa thu trong năm Giáp Thìn được dự báo là giai đoạn có nhiều biến động tài chính thường xuyên nhất, nên cần phải luôn đề cao cảnh giác và thận trọng trong các quyết định tài chính. Hãy cẩn thận không bỏ tất cả trứng vào một giỏ và bạn nên đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro. Năm nay bản mệnh sẽ có rất nhiều khoản cần phải chi tiền, ngoài những nhu cầu sinh hoạt thường ngày, ma chay hiếu hỉ, thì những di định làm ăn thiếu hiệu quả cũng tiêu tốn của tuổi này một khoản không nhỏ. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh điếu khách vào năm 2024, không chỉ bản thân họ, mà cả người thân, bạn bè xung quanh tuổi Nhâm Dần cũng có thể tiềm ẩn những nguy hiểm về sức khỏe. Điều này sẽ gây ra tổn thất nhất định về tiền bạc khi dùng tiền để chạy chữa bệnh tình. Đồng thời, do ảnh hưởng của các sao xấu, tuổi Nhâm Dần dễ xảy ra xích bích với những người xung quanh, có thể gây ra xung đột về thể chất dẫn đến những rắc rối, chi phí không đáng có. Vì vậy, những chú hổ phải cố gắng kiểm soát cảm xúc nóng nảy, hạn chế tối đa bạo lực, nhất là khi trao đổi với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Bạn nên chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình, tránh nói hoặc làm những điều quá khích chỉ để thỏa mãn cơn nóng giận nhất thời của mình. Nhìn chung, duy trì mức luân chuyển vốn ổn định, tiết kiệm nhiều hơn và không ngừng nâng cao năng lực quản lý tài chính là chìa khóa để bạn an tâm ứng phó với những biến động tài chính trong năm nay. Tử vi tình duyên, gia đạo tuổi Dần 2024. Phương diện tình duyên và gia đạo của người tuổi Nhâm Dần trong năm 2024 chịu ảnh hưởng không nhỏ từ trạng thái cảm xúc bất ổn của con giáp này. Xem tử vi, người tuổi Nhâm Dần sẽ bị hung tinh Thiên Khốc ảnh hưởng, tình cảm dao động lớn, trở nên nhạy cảm và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ, từ đó nảy sinh cảm giác đa nghi hay ghen tuông, giận hờn. Mối quan hệ giữa các cặp đôi không được ổn định, thường xuyên xảy ra hiểu lầm do hành động hoặc lời nói vô ý. Hai người lại không sẵn lòng trao đổi và giải quyết kịp thời, điều này sẽ chỉ khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc hơn và cuối cùng cả hai có thể tính đến việc chia tay. Chính sự nghi ngờ lẫn nhau thường dẫn đến xung đột, hai bên nên tôn trọng ý kiến của nhau, sẵn sàng bao dung, thấu hiểu để cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Năm nay sẽ là một thách thức với các cặp đôi đang trong quá trình yêu đương tìm hiểu, nhưng nếu sau tất cả những sóng gió đó, cả hai vẫn nắm tay nhau cùng vượt qua thì đích đến hạnh phúc đang nằm ngay trước mắt chờ đón hai bạn. Đối với những người đã kết hôn, năm 2024 cũng sẽ gây ra nhiều khúc mắc trong hôn nhân, cả hai đều có tâm lý trốn tránh, không muốn trực tiếp giải quyết, nhưng nếu cứ lựa chọn cách né tránh như vậy, để chiến tranh lạnh kéo dài, không khí gia đình hậm hực đè nén, đợi đến ngày mà sự bất mãn tích tụ đến đỉnh điểm và bùng nổ hoàn toàn, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Vợ chồng có mâu thuẫn thì nên tích cực trao đổi để giải quyết, thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau, cùng nhau duy trì sự hòa thuận trong gia đình, đó mới là cách để gìn giữ hôn nhân bền vững. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý rằng, những bất mãn về công việc nên được để bên ngoài cánh cửa gia đình, chớ nên mang những cảm xúc tiêu cực về nhà rồi trút lên người thân, họ không đáng và không có nghĩa vụ phải chịu những điều đó từ bạn. Những người bạn độc thân có nhiều cảm xúc tiêu cực, trở nên khép kín và sống nội tâm hơn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nhân duyên của bạn trong năm Giáp Thìn. Cho dù có người xung quanh giúp giới thiệu ai đó, bản mệnh cũng không muốn mở lòng gặp gỡ hay tiếp xúc, vòng bạn bè của bạn vốn rất hẹp, như vậy lại càng khó thoát khỏi cảnh độc thân. Tử vi sức khỏe tuổi Dần 2024. Theo tử vi 2024 của 12 con giáp, sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần trong năm Giáp Thìn không mấy lý tưởng. Do chịu tác động từ hung tinh Thiên Khốc và điếu khách, vấn đề an toàn cần được lưu tâm hàng đầu trong năm nay. Con giáp này có thể vì bất cẩn hoặc va vấp, té ngã mà bị thương, tai nạn, điềm báo cho thấy có họa đổ máu. Chú ý khi sử dụng các vật dụng sắc bén, mũi nhọn. Đồng thời cũng phải nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn trong quá trình làm việc, tuân thủ luật giao thông khi di chuyển đi lại để bảo vệ an toàn cá nhân và phòng tránh tổn hại về thể chất và tinh thần. Cuộc sống hàng ngày cần được chăm sóc đặc biệt để tránh ngã quỵ, vì ngay cả những vết thương nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Những người có thói quen tập thể dục thể thao nên tránh tập luyện quá sức để giảm nguy cơ chấn thương.
Công việc có nhiều áp lực cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của bản mệnh. Bạn nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực, đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Dù bận rộn đến đâu cũng nên chú ý đến cơ thể, đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, hạn chế tối đa việc thức khuya để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến tình trạng sức khỏe của người cao tuổi trong gia đình, thường xuyên quan sát để có thể phát hiện sớm những triệu chứng bất thường, kịp thời chạy chữa, can thiệp y tế phù hợp. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2024. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần nam mạng sinh năm 1962, không quá thuận lợi nhưng cũng chưa tới mức độ bi quan. Xem xét tổng hòa trên nhiều yếu tố thấy rằng trong hung có cát, trong cát tàng hung. Miễn là đương số hành sự thận trọng, tính toán kế hoạch kỹ lưỡng thì việc làm ăn vẫn có kết quả tốt, tiền bạc đủ tiêu xài, cuộc sống vẫn tiến triển hài hòa không quá áp lực. Với người đã về hưu thì cuộc sống bình ổn hơn chút với lương hưu, còn nếu vẫn tại chức, công việc làm ăn gặp khó ban đầu sau mới thuận, tiền bạc cũng khó kiếm hơn nhưng không phải không làm ra. Có điều, sức khỏe giảm sút, tinh thần bất ổn do suy nghĩ tiêu cực khá nhiều, thường xuyên nổi nóng, khiến khí huyết lưu thông kém, dễ có nguy cơ bị đau đầu, chóng mặt, thậm chí là đột quỵ. Bên cạnh đó, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp thủy tai, ở độ tuổi hiện tại, bạn nên suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn. Giữ thái độ lạc quan để cuộc sống nhẹ nhàng và cả những người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái. Khi gặp chuyện không như ý đừng vội phản ứng một cách gay gắt. Điều gì có thể cho qua thì hãy cho qua. Như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, gia đạo cũng hài hòa hơn, giảm bớt những mâu thuẫn căng thẳng. Thưa quý vị, dưới đây Minh Đường Tử Vi sẽ đưa ra một vài dự đoán về vận hạn, hung cát của người tuổi Nhâm Dần theo từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sẽ có lúc thăng khi trầm. Quan trọng là đương số luôn ở thế chủ động, hành sự thận trọng thì việc gì cũng thành. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Dục tốc bất đạt, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc là ăn đường mòn lối tắt kẻo tiền mất tật mang, sức khỏe giảm sút, đi đứng cẩn thận kẻo bị té ngã gây tổn thương tứ chi. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Việc làm ăn nhiều áp lực, ít vận quý nhân, việc gì cũng đến tay khiến đương số lúc nào cũng tất bật, căng thẳng, gia đạo bất ổn, có sự hiểu nhầm gây rạn nứt trong quan hệ lứa đôi. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Phải đưa ra quyết định tài chính quan trọng, nếu thiếu sáng suốt sẽ bị lừa gạt số tiền lớn, đề phòng mất cắp của cải. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Xuất hiện thách thức trong công việc, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để bứt phá, tạo dấu ấn riêng trong tập thể. Trong nguy có cơ, làm tốt còn được cất nhắc, trong nhà có hỷ tín, tin cưới hỏi hoặc sinh con đẻ cái. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Cẩn thận đường sông nước, tránh tai nạn bất ngờ, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng, nhưng chi tiêu vẫn nhiều, hầu như khó tích lũy. Việc làm ăn có cơ hội mở rộng, ký kết hợp đồng lớn, có quý nhân hỗ trợ về mặt tài chính, xoay vòng vốn làm ăn khá thuận. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Chuyện tình cảm bất ổn, có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại, đề phòng hỏa hoạn đi lại cẩn thận tránh va quệt xe cộ. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Tránh đầu tư mạo hiểm hoặc tham gia các trò may rủi kẻo cháy túi rơi vào cảnh nợ nần, sức khỏe giảm sút, đề phòng các bệnh về mắt hoặc hệ thần kinh. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Trong gia đình có điểm tang chế, đi xa bất lợi, có thể bị nhỡ xe, bỏ dở hành trình hoặc bất trộm tiền của quý giá. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Công việc có tiến triển tích cực, chuyển công việc hay lĩnh vực cũng có lợi tại thời điểm này, đương số nên cân nhắc. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Có dấu dịch chuyển môi trường làm việc hoặc thay đổi chức vụ, sự dịch chuyển mang tính tích cực nên chăng là cơ hội tốt để thử sức, tiền bạc tiêu hao nhiều, phần lớn để giúp đỡ người thân trong gia đình. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Thu nhập có sự gia tăng do nhận được lương thưởng hoặc nguồn thu phụ, việc làm ăn tuy bận rộn nhưng đạt kết quả khả quan, có thể được đề bạt thăng tiến. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Cơ thể suy nhược do áp lực tinh thần, ưu tiên nghỉ ngơi, ăn uống cẩn thận kẻo bị ngộ độc thực phẩm trong các buổi tiệc tùng. Trong nội tộc có điểm tang chế, đi xa có lợi về tiền bạc nhưng hại về sức khỏe. Quý cô bác anh chị thân mến, với mỗi cô bác ở độ tuổi này thì việc sức khỏe suy giảm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu như biết chăm sóc, giữ gìn thì quý cô bác sẽ có một sức khỏe bền bỉ, dẻo dai.
Và ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý cô bác anh chị một số cách để nâng cao sức khỏe của cô bác trong thời điểm này. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình, may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và cuối cùng là phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Nhâm Dần trong năm 2024. Dù năm 2024 được đánh giá là năm khá cát lành với người tuổi Nhâm Dần, nhưng không vì thế mà chủ quan khinh suất, vẫn còn một vài nốt trầm khi hung tinh tác động. Để hạn chế nó, hãy áp dụng những điều sau, tuy đơn giản nhưng chắc chắn vô cùng hiệu nghiệm. Tam tai 2024, tuổi Nhâm Dần không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Nhâm Dần không phạm Kim Lâu, có thể đứng tên đứng tuổi tiến hành việc lớn như xây nhà cửa, cưới gả cho con cháu trong nhà. Hoàng Ốc 2024, tuổi Nhâm Dần phạm Hoàng Ốc, kỵ việc xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, trong năm 2024, nếu muốn tiến hành đại sự như xây nhà cửa, đứng ra lo liệu việc cưới hỏi cho con cháu trong nhà, tuổi Nhâm Dần có thể cân nhắc. Phạm Hoàng Ốc không quá nghiêm trọng, có thể tiến hành thủ tục mượn tuổi làm nhà, giúp hóa giải xui xẻo. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024 cho nam mạng. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Giải hạn toán tận năm 2024 cho nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.